Muốn chết hả? Bị em làm lơ giữa chốn đông người như vậy nên anh muốn chết á. Nếu đã không muốn kết hôn thì... Ai nói là anh không muốn kết hôn? Anh rất là muốn kết hôn nha. Chuyện kết hôn của chúng ta sẽ khiến cho ba anh vui, ba em vui, nhân viên của công ty nhà anh vui, nhân viên của ngân hàng nhà em cũng vui nữa. Một chuyện mà ai cũng vui như vậy, sao anh lại không muốn chứ? Cho nên hôm nay em hãy nhận bó hoa và chiếc nhẫn này nha. Rồi cái nhẫn này có đắt tiền hơn quà anh tặng cho người đẹp hôm qua không? Nè, em đừng nghe anh hai của em nói. Lúc ở bên Quỳnh Châu, anh có đi với người con gái khác không? Nếu bây giờ mình còn không về, sẽ trễ giờ đó. À, vậy là Quỳnh Châu nhận ra là anh ngoại tình, rồi bỏ đi rồi chứ gì? Em không muốn nhận nó đúng không? Trời ơi, chết rồi, đâu rồi ta? Xe nó mất tiêu rồi. Nè, làm gì vậy? Trả tiền thuê xe hôm qua cho cô. Ê, dạ em nghe nè. Em đang lấy xe. Anh yên tâm đi, em không có để cho khách đợi đâu nha. Đợi em xíu thôi. Dạ dạ em biết rồi, em biết rồi. Ê, nè. Nè. Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hai tuần trên Vion. Chỉ vì muốn che giấu tội lỗi của mình, bị cáo đã nhẫn tâm để nạn nhân nằm lại thoi thóp trong cơn mưa tầm tã. Chỉ cần được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã không chết, và sinh linh bé nhỏ trong bụng của nạn nhân cũng có cơ hội được chào đời. Và người mẹ tội nghiệp này đã không đau đớn quặn thắt từng đêm vì nỗi đau mất con. Chính vì vậy, tôi kính mong hội đồng xét xử hãy xử phạt bị cáo ở khung hình phạt cao nhất theo khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 dành cho tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ dẫn đến chết người với nhiều tình tiết tăng nặng, đó là làm chết hai người và bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, cố ý không cứu giúp người bị nạn. Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hai tuần trên Vion. Mừng Vion lên 4 với hành trình 4 năm đồng điệu cùng khán giả trong mọi cung bậc cảm xúc. Happy birthday Vion!